Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng vào bếp nấu chè nếp cẩm cho cả gia đình mình cùng ăn nha. Nếp cẩm là loại nếp có màu tím than như thế này nè các bạn. Ở Việt Nam các bạn có thể tìm mua ở bất cứ siêu thị nào. Còn ở đây thì mình phải mua ở chợ châu Á và gạo được nhập từ Việt Nam sang. Đầu tiên mình cho nếp cẩm ra một cái chén. Mình sẽ đổ đầy cái chén là mình nấu cho hai người ăn á. Các bạn có thể tăng hoặc giảm liều lượng tùy theo cái số lượng người trong nhà mình nha. Hoặc là người ăn nhiều ăn ít thì mình có thể tăng hoặc giảm số lượng lên. Sau khi mà đã đông đầy cái chén rồi đó thì mình sẽ nhặt ra những cái hạt gạo mà còn cái lớp vỏ trấu bên ngoài đó. Nếu không khi ăn thì nó sẽ không có ngon. Hoặc là những cái hạt, cái vỏ của nó. Còn nếu vỏ mình nhặt không hết cũng không sao. Vì lát nữa khi mình cho vào ngâm nước đó thì nó sẽ nổi lên trên và mình chắc ra ngoài thôi. Sau khi mà đã nhặt xong á thì mình sẽ cho nước vào ngâm. Mình thường sử dụng nước ấm. Mấy bạn có thể để hơi nóng nóng cũng được. Ngâm nước ấm thì gạo nó sẽ mau mềm hơn. Ở đây, dòi nước bên đây ấy, thì nó có chế độ nóng lạnh luôn. Cho nên mình lấy trực tiếp từ dòi mà không có phải nấu nước. Bây giờ mình ấn cho các hạt gạo nó đều ngập trong nước. Cái phần ở trên là vỏ và bụi đó thì mình chắc ra ngoài. Mình chắc vỏ. Sau khi mà mình đã chắt cái lớp nước gồm bụi và vỏ, vỏ trấu bên ngoài thì mình sẽ cho cái lượng nước khác vào và ngâm trong khoảng 3 đến 4 tiếng. Nếu các bạn ngâm nước nóng hơn thì có thể ngâm trong 2 tiếng cũng được, thì hạt gạo đã mềm rồi. Mình cứ để đó ngâm. Rồi trong thời gian ngâm thì mình sẽ đi luộc khoai. Ở Việt Nam ta thường nấu chè với khoai keo là ngon nhất rồi. Nhưng ở đây mình không mua được khoai keo, cho nên có gì mình dùng đó. Mình dùng khoai tây nha các bạn. Ở Việt Nam thì dĩ nhiên các bạn sẽ dùng khoai cao hoặc là khoai lang, nó sẽ ngon hơn. Còn mình không có cho nên là mình dùng khoai tây. Hoặc là không có các bạn không cho khoai vào ăn vẫn ngon bình thường. Tại hôm nay mình điều tí xí nên là mình mới nấu khoai. Chứ bình thường mình nấu thì cũng chỉ nấu không thôi. Mình dùng nồi cơm điện để nấu khoai. Mình cho nước nhiều nhiều để trong thời gian nấu mình đi tới đi lui làm công việc. Không có sợ là nước cạn. Nấu khoai tây thì thời gian mềm nó cũng lâu hơn là nấu khoai cao các bạn. Khi chúng ta đã thấy là cái lớp vỏ nó bong lên rồi thì mình dùng đũa mình thử. Nếu mình ghim vào mình cảm thấy là khoai đã mềm thì mình bắt đầu tắt lửa và vớt ra ngoài để gáo nước và cho nó nguội đi. Rồi sau đó mình mới lột vỏ được. Bây giờ mình thử thì mình đã thấy khoai chín rồi. Cho nên mình vớt ra ngoài cái rổ. Mình để đó cho nó hết nước. Và nguội thì mình mới nhặt vỏ được. Còn cái rồi bây giờ đã sau 3 đến 4 tiếng mình thấy hạt gạo đã mềm rồi thì bắt đầu mình sẽ do rạo để chuẩn bị bắt lên nấu. Mình sẽ nấu thành cơm đó các bạn. Mình sẽ vẫn bỏ vô nồi cơm điện cũng như là mình nấu cơm bình thường thôi. Khi nồi cơm bật nút thì mình mới bắt đầu đi nấu, dùng cơm đó để nấu chè.
Nếu như các bạn thích ăn cái hạt chè mà nó nhừ hơn một xíu đó, thì mình nấu cơm hơi nhiều nước một xíu, cho dạng như cơm nó hơi nhão nhão đó, thì cái hạt nhiếp cẩm nó sẽ mềm và nhừ hơn. Còn nếu như bạn nào thích ăn cái hạt nếp cẩm mà nó còn giòn giòn sực sực đó, thì mình để lượng nước ít thôi. Mình thử bằng cái lóng tay của mình hoặc ít hơn, thì lúc này cái hạt cơm nó sẽ ráo. Mình do đến nỗi mà mấy bạn thấy là nước nó trắng tư luôn ha, nhưng mà lát nữa nấu vẫn ra màu nếp cẩm bình thường như mấy bạn, chứ không có mất luôn đâu, đừng sợ. Rồi mình dùng cái nước luộc khoai nãy nè để mình nấu nếp thành cơm luôn. Mình cho nếp cẩm vào, nếu lượng nước nó dư hơn lóng tay thì mình sẽ chắt bớt nước ra, còn nếu như thiếu thì mình sẽ cho thêm vào. Mình thấy là lượng nước của mình hơi bị nhiều nên mình chắc bớt ra. Ôi, mình chắc hơi quá tay cho nên là mình thấy là nó đã ít hơn một lóng tay rồi. Cái này mình lại cho thêm nước vào. Rồi sau khi canh lượng nước đã vừa đủ rồi thì mình bắt đầu bắt lên nồi và nấu cơm bình thường thôi. Đợi đến khi bật nút thì mình mới bắt đầu công đoạn tiếp theo. Đó, mình đã cho vào nồi cơm rồi. Mình chỉ chờ cho gạo chín thôi. Trong thời gian chờ gạo chín á, thì bạn có thể đi làm gì làm. Hoặc là mình thấy cái củ khoai đã nguội rồi đó, thì mình bắt đầu lột vỏ và xắt nhỏ ra. Ở đây khoai tây thì nó không có được cứng như là khoai môn, khi mà mình xắt nhỏ ra nó sẽ nát hơn, cho nên là lát nữa mình sẽ xắt cái miếng to. Nói chung là để cho có khoai vậy thôi, chứ mà khoai tây khi mà luộc ra mình ăn sống á, thì nó còn ngọt hơn là khi bỏ vào chèn đấy. Mình đã thử rồi thì nói chung đây không phải là cái loại khoai mà có thể chiên bỏ vào chè, cho nên là nó không có bằng cái khoai lang của mình ở nhà hoặc là cái khoai môn của mình ở nhà đó. Có khoai môn bỏ vào thì đúng bài rồi. Sau khi đã lột xong hai củ khoai rồi đó, thì mình sẽ dùng dao sắc bén ra. Ở đây mình sắc to, không có sắc nhỏ được như cái khoai môn của mình. Sau khi mà sắc khoai xong đó thì mình để qua một bên.
Rồi bát cơm đã chín rồi thì mình bắt đầu tắt điện đi. Đây mình xới cơm lên ha. Xới cơm ra mình kiểm tra coi coi là cái hạt nếp nó đã đạt cái yêu cầu của mình chưa. Nếu mình cảm thấy là nó còn hơi cứng đó, thì mình có thể thêm chút xíu nước để cho nó nhừ hơn. Còn ở đây mình thích ăn cứng cho nên là mình thấy vậy là được rồi. Rồi giờ mình sẽ chuẩn bị nước đường. Mình đó thì mình thích ăn sệt sệt cho nên mình bỏ ít nước để khi bỏ nếp vào là vừa đủ, không có lỏng quá. Còn bạn nào thích lỏng thì cứ bỏ nhiều nước ha. Các bạn nhớ là đun nước cho nó sôi đều lên nha. Đun nước cho nó sôi đều lên rồi thì mới bỏ đường vào. Vì lúc đó đường nó mới tan đều được. Chứ nếu chưa có sôi mà mấy bạn cho vào đó, đường nó không có tan đều. Hoặc giả là lát nữa mà khi mình bỏ nếp vào rồi mình mới tiếp tục cho đường thì lúc này đường cái độ ngọt của nó sẽ không có đều cho cả cái nồi chè của mình đâu. Ở đây mình hết đường cát rồi mấy bạn, mình cũng không có đường thốt nốt. Nói chung mình chỉ có duy nhất cái đường viên này. Đường viên này thì nó không có được ngọt cho nên mình bỏ mấy chục viên luôn. Mình thấy hơi ít nước một xíu, mình thêm nhiều một xíu nước. Mình quậy cho đường tan đều lên. Khi mà thấy đường tan hết rồi đó thì mình sẽ thử xem cái độ ngọt đã vừa với mình chưa. Nếu như mình thấy lạ thì mình lại cho thêm đường, còn nếu đã vừa rồi thì thôi. Sau khi thử thì mình thấy là cái độ ngọt vẫn chưa có được nên là mình lại tiếp tục cho đường vào thêm. Vì nhà mình thích ăn ngọt á mấy bạn nên mình bỏ đường nhiều lắm. Với lại mà cái nếp cẩm này nè. Cái gạo nếp cẩm này khi mình bỏ vào thì giống như cái hương vị của nếp cẩm á, làm cho cái độ ngọt của mình giảm đi á. Cho nên nếu mình bỏ ít đường quá thì lát nữa mình ăn mình chỉ thấy được là cái vị của nếp cẩm thôi chứ nó không có cảm nhận được cái vị ngọt trong đó. Rồi giờ mình lại thử lại lần nữa nè, thử lại lần nữa thì cái độ ngọt đó vẫn chưa có đáp ứng được yêu cầu của mình. Cho nên là mình lại bỏ đường thêm thôi. Cái đường viên này nó ngộ vậy đó. Mình cứ bỏ mãi mà mình cứ thử đi thử lại nó vẫn không có ngọt. Giờ mình tiếp tục khuấy đều cho đường tan đều hết trong nước. Lần này thì chắc đủ độ ngọt rồi mấy bạn. Mình cho nhiều lắm rồi. Khi mà khuấy đã thấy là đường tan hết rồi đó thì mình lại thử lại lần nữa. Nếu bạn thấy lúc này là nước sôi rồi đó, nước sôi mạnh rồi đó, tức là đường lúc này đã được hòa tan đều hết trong nước rồi đó. Thì mình sẽ bắt nồi cơm ra và cho nếp cẩm vào, cho vào nấu với cái nước đường đã được đun sôi nữa bạn. Mình cho nhỏ lửa lại để cái gạo nếp cẩm á, sau khi đã nấu thành cơm rồi đó, mình bỏ vào mình nấu thì nó sẽ được nhừ hơn và nó thấm cái vị ngọt của đường vào trong đó. Nhớ nha,
Khi mà mấy bạn tuy rằng cơm nó được nấu chín rồi, nhưng mà khi bỏ vào nước đường, mấy bạn vẫn phải nấu lại nha, để cho cái hạt cơm nó thấm đều đường và nó nhừ hơn. Khi mà mình đã thấy cái độ nhừ thích hợp với cái sở thích của gia đình mình ăn rồi đó, nhừ nhiều hay là nhừ ít gì đó, thì mình sẽ ngưng lửa ha. Còn còn ở đây thì mình phải để nhỏ lửa để mình ninh cho cái hạt gạo mình mới, cái hạt cơm á, cơm nước cẩm mình mới bỏ vào đó, nó được nhừ ra. À, bạn tuy rằng đun nhỏ lửa nhưng mà mấy bạn cũng nhớ khuấy đều tay để hông ở lớp dưới nó sẽ bị khét nha. Rồi mình đảo đều, mình để đó một chút xíu, mình sẽ đi làm cái nước sốt. Mình pha nước với bột bột khoai tây đó mấy bạn, để cho tạo cái độ sệt của chè mình thôi. Mình cứ để lửa liu riu đó, rồi mình đi làm nước bột này đây. Tức là mấy bạn đừng có bỏ nhiều quá nha, bỏ nhiều quá nó sẽ rất là sệt. Bản thân nếp cẩm nó đã tạo độ sánh của chè rồi, nên mình chỉ bỏ một chút xíu thôi. Ở đây mình chỉ bỏ hơn cái muỗng cà phê một chút, và mình pha một chút xíu nước vô. Nhớ là mấy bạn khoa nước chỉ hơi ấm một chút, hoặc giả là nước lạnh cũng được nha, chứ đừng có khoan nước nóng quá. Nước nóng quá nó làm chín bột mình luôn đấy. Mình khuấy cho bột tan đều trong nước. Rồi khi khuấy mình cảm nhận được cái độ nó cũng sền sệt ha, nó không có lỏng quá nha. Rồi sau đó mình đem cái lượng bột vừa khuấy đó đó, mình cho vào cái nồi. Mình cho vào từ từ thôi nha các bạn. Giờ mình khuấy đều lên cho nước chè mình cảm thấy sệt rồi đó, thì bắt đầu mình cho nước cốt dừa vào. Ở đây mình không có dừa nào sẵn, nên mình phải dùng cái hoa dừa hộp đó các bạn. Nó dạng kem mà mình đã xài qua rồi bỏ làm tủ lạnh, cho nên nó đông cứng lại khi bỏ vô. Gõ mạnh tay để cho dừa đông đặc á, nó rớt xuống các bạn. Tuy là mình đã bỏ vô cái lò vi sóng mình quay cho nó nóng ra để nước dừa nó loãng ra đó, nhưng mà cái độ nóng chưa có đủ cho nên vẫn còn đặc. Giờ mình trộn điều dừa với cái lượng chè của mình. Nhớ là trong quá trình này mình để nhỏ lửa thôi nha. Thì cái nồi chè nó đã đặc lắm rồi, để lớn quá nồi chè sẽ khét ấy. Mình đây là cái độ béo chưa có đủ thì mình cho nước dừa tiếp vào. Mình thì mình thích ăn nhiều nước cốt dừa lắm, nó béo nó ngon, cho nên là mình bỏ nước cốt dừa hơi nhiều. Cho vào tiếp, sau đó mình trộn lên, trộn đều lên. Bắt đầu là thấy nồi chè đã hấp dẫn rồi đó các bạn ơi, màu tím của nếp cẩm với hòa với cái màu trắng của dừa là một cái màu tím sữa, trông rất là hấp dẫn. Mùi thì cũng thơm, vậy mùi thơm của nếp cẩm và nước cốt dừa. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu tắt bếp và cho ra chén thôi, thưởng thức được rồi đó. Vì mình nấu cái nồi nhỏ thôi nên mình múc ra bằng muỗng à, chứ cái giá của mình thì nó to.
Thôi bằng cái nồi rồi nên mình múc ra bằng muỗng. Rồi bây giờ mình cho vào đó một ít hạt mè. Rồi nước cốt dừa mình đã hâm lò vi sóng lại cho nó loãng ra hơn. Rồi mình cho nước cốt dừa vào. Úi, nó hơi nóng rồi, thành ra là nước cốt dừa loãng quá, làm cái chén chè không có được đẹp nữa. Nhưng không sao các bạn. Giờ mình cho thêm ít ít mè nữa. Mè này mình đã rang sẵn rồi nha, nó đã chín rồi đó, rang rồi đó chứ không phải mè sống. Rồi các bạn, trong hai chén chè có hấp dẫn không? Bây giờ các bạn cùng thực hiện cho cả gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.